Tập 1. Bá dương dạ giáp, Long dương dạ yến, đời đời bình an. Đầu bếp Trần Phấn, tài nấu bếp siêu đẳng. Ông Cố là tổng quản ngự thiện phòng vào những năm Càn Long. Đến Singapore vào năm 1970, kết hợp với văn hóa Nyonya, tài nấu nướng lại càng đạt đến đỉnh cao, sáng tạo ra Vô Song Yến nổi tiếng khắp thế giới, đứng đầu một thời cửu thiên. Vào những năm 80, tất cả những người nổi tiếng và quan chức đến Singapore đều phải đến Vô Song Lâu thưởng thức Vô Song Yến. Đông Tây Nam Bắc, 4 học trò cưng, mỗi người được truyền nghề, mỗi người đều có sở trường riêng. Nhưng sau khi Trần Phấn qua đời, Vô Song Yến đã trở thành thất truyền. Cô nói cô muốn Long Dương dạ yến và Hùng Ưng sải cánh của tôi, muốn cả bản hiệu Vô Song Lâu. Tôi chỉ muốn đòi lại những thứ của tôi. Trần Quế Anh, cô là người đàn bà vong ân bội nghĩa, cô đừng hòng. 3 tháng trước. Cẩn thận, cẩn thận. À Thất, tôi lấy con này. Quy tắc cũ. Được rồi chị Hồng, sẽ có ngay. Ê, rõ ràng con cá này tôi chọn trước rồi mà. Tôi quên nói với anh, thật ra con cá này là chị Hồng đã đặt trước rồi. Cái gì mà đặt trước rồi chứ? Rõ ràng tôi thấy cô ta mới vừa chọn mà. Xin lỗi, là tôi không đúng. Hay là anh chọn con cá khác có được không? Tôi sẽ giảm giá cho anh. Không được, tôi cứ phải lấy con này. Sao cậu không kêu cô ta chọn con khác đi? Không cần chọn, tôi cứ phải lấy con này. Đây, nếu như cả hai người đều muốn chọn con cá này, vậy bây giờ hai người hãy đoán xem con cá này nặng bao nhiêu. Người nào đoán đúng nhất sẽ chứng minh người đó có duyên với con cá này. Tôi sẽ bán con cá này cho người đó. Thế nào hả? Được. Ai đoán trước anh nha. Được. Đại khái khoảng 4,5 kg à? Đại khái. Con rùa mới có mai, ít nhất là 5 kg. Tôi nhường anh 50 gram, 5,05 kg. Được rồi. Thế nào? Ô, 5,05 kg. Hay quá. Chị Hồng thắng rồi. Hay quá ha. Hay thiệt. Hay ha. Vô Song Lâu. Cô cưng, con vẫn còn 2 ngày. 2 ngày sau con mới có thể xuất chiến. Cô cưng nhỏ, hôm nay con có thể trình diễn thân thủ rồi. Chờ một chút, vẫn còn 10 phút nữa. Chào chị Hồng. Chào. Đừng quên khẩu hiệu nha. Bài hát rửa tay. Mở nồi xả nước chạy, xả móng tay, rửa lòng tay rồi mong bàn tay. Vẫn đang mộng du hả? Mở nồi xả nước chảy, xà phòng sát ngón tay, rửa lòng tay rồi mu bàn tay, rửa nồi xả nước chảy, rửa sạch mu bàn tay rồi tới quỷ tay. Tự xem đi, đây là cái gì hả? Rửa lại. Được rồi, có thể làm việc được rồi. Dạ, đẹp quá vậy. Lần này mua hết bao nhiêu tiền vậy? 35. 35? Mắc quá vậy. Mắc thiệt hả? Phải chịu thôi, con cá này quá đẹp, tôi không nỡ nhường cho người khác. Vậy hôm nay nếu không có người đặt trước, để mai không còn tươi, chắc chắn chị không cho chúng tôi bán. Vậy chẳng phải lỗ vốn rồi hả? Vô Song Lâu chúng ta sao có thể bán đồ ăn không tươi được. Mấy cậu đâu phải ngày đầu tiên tới bếp của tôi làm việc. Ê, có rồi, vài hôm nữa là sinh nhật của chị. Nếu hôm nay bán không được, chúng ta sẽ để lại tới sinh nhật chị, đem ra mời khách tới ăn. Thực khách bình thường mà tôi còn cương quyết phải bán đồ tươi, huống hộ là sinh nhật tôi. Mời tới đều là khách quý của tôi, nhất định phải tươi ngon. Vậy phải làm sao? Hôm nay bán không được, chẳng lẽ đem bỏ hả? Bán không được thì mời các cậu ăn, xem như bồi dưỡng nhân viên. Trời ơi, cảm ơn chị Hồng. Chào chị Hồng. Chào. Băng, cô có biết đối diện sắp mở tiệm gì không? Tôi không biết. Tôi đã hỏi ông Tăng ở kế bên và ông chủ tiệm dược liệu, họ đều không biết. Nhưng mà họ rất là bí mật đó. Xem ra hình như lại sắp mở nhà hàng rồi. Nhưng mà nghe nói vị trí của căn tiệm đó là cung tiễn sắc dị, mở cái gì là dẹp cái đó. Chị không cần phải lo đâu. Chào chị Tiền, tôi là phóng viên của tờ Nguyệt Sang Kinh tế, tiểu thời đại, Lâm Lệ Phấn. Chào cô Lâm. Thật ngại quá, hẹn cô tới đây làm phỏng vấn sớm như vậy. Trong tuần này tôi có thể tiếp nhận phỏng vấn trong hôm nay. Là tôi thấy ngại mới đúng, làm phiền thời gian chơi bóng của chị. Đừng khách sáo. Có gì muốn hỏi cô cứ hỏi đi. Chị Tiền tiếp nhận chức quyền chủ tịch của Hoa Hoa Thế Giới. Trong thời gian chưa đầy 1 năm, đã mở mang nhiều nghiệp vụ mới. Xin hỏi nguyên tắc kinh doanh của chị là gì? Tôi làm kinh doanh cũng giống như chơi bóng, buộc phải can đảm cẩn trọng. Quan trọng nhất là mục tiêu rõ ràng, nhìn phải đủ xa. Vậy tự nhiên sẽ đánh là trúng. So sánh rất hay. Nghe nói gần đây tập đoàn của chị có chuyện đầu bếp đình công tập thể. Chị Tiền có đáp ứng yêu cầu của họ không? Hoặc là chủ và thợ hai bên định sẽ hợp bàn vào lúc nào? Không có gì để nói hết. Trước giờ tôi không để nhân viên uy hiếp. Những đầu bếp đó đã không còn là nhân viên của Hoa Hoa Thế Giới nữa. Các người không nói rõ ràng, chúng tôi không đi. Đúng đó, hôm nay phải nói cho rõ ràng. Quá đáng quá. Xin mọi người đừng sốt ruột. Có gì từ từ nói đi. Chúng tôi có ký hợp đồng với công ty. Các người sao có thể nói sa thải là sa thải chứ? Đó là vì các người hủy hợp đồng trước. Mày nhỏ. Chị. Bà Tiền, chúng tôi không phục. Chúng tôi cần một lời giải thích hợp lý đó. Không thể sa thải vô cớ được. Trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng. Tổn hại lợi ích của công ty, ngoài sa thải còn phải bồi thường. Vô cớ bãi công chính là làm tổn hại lợi ích của công ty. Chúng tôi không có bãi công, chúng tôi chỉ yêu cầu tăng lương. Đúng rồi. Công ty không đồng ý tăng lương thì các anh bỏ việc. Đó chính là bãi công, đó chính là uy hiếp. Tôi ghét nhất là người ta uy hiếp tôi. Nếu bây giờ chúng tôi bỏ đi, xem các người làm sao mở cửa kinh doanh đây. Đầu bếp đối với tôi mà nói chỉ là công cụ nấu ăn của nhà hàng. Trên đời này không có bất kỳ công cụ nào là không thể thay thế. Cô đúng là hiếp người quá đáng mà. Nè, ông làm gì vậy? Thể diện là người khác cho mình, mặt mũi là tự mình đánh mất. Cho các người 2 con đường. 1. Ngoan ngoãn trở về làm việc, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. 2. Bồi thường tổn thất hủy hợp đồng, sau đó cùng với ông ta đi ngồi tù. Mọi người đừng nghe cô ta nói bậy bạ. Cô ta chỉ đang hù mọi người. Bây giờ chúng ta cũng bỏ đi để xem nhà hàng cô ta làm sao kinh doanh. Xin lỗi, ông không đi được. Anh cảnh sát, chính là ông ta vừa mới dùng bình qua tấn công chị của tôi. Mỗi một người ở đây đều có thể làm chứng. Đúng vậy, chúng tôi đều có thể làm chứng. Bà Tiền à. Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý, 2 con đường đó chọn thế nào các người tự quyết định đi. Còn không quay về làm việc, muốn đi theo ông Hà thật sao? Hoa Hoa Thế Giới. Mày nhỏ, ông Hà cũng được xem như là công thần khai quốc của Hoa Hoa Thế Giới chúng ta. Gọi cảnh sát tới, vậy liệu có phải là không khoan dung? Ông Hà xưa nay quen với nếp cũ không chịu thay đổi. Bao nhiêu năm nay cũng không có tiến bộ gì. Mẹ để ông ta ở lại, không lẽ còn không đủ khoan dung? Thì đúng là vậy. Nhưng mà ông Hà cũng xem như là đầu bếp lớn, do ba trả lương cao mời về mà. Nhược Quy, Hoa Hoa Thế Giới từ một tiệm bánh ngọt nhỏ bé phát triển tới hôm nay là một tập đoàn bao gồm 7 nhà hàng có loại hình khác nhau. Không phải nhờ đầu bếp lớn nào, mà nhờ vào chú trọng nâng cao hình ảnh. Trong mắt của chúng ta, không có bất kỳ đầu bếp nào là không thể thay thế. Con hiểu rồi mẹ nhỏ. William, cậu là giám đốc bộ phận nhân sự. Chuyện bãi công tập thể lần này tới phóng viên cũng đã nghe ngóng được. Cậu cảm thấy cậu xử lý thế nào? Tôi xin lỗi bà Tiền, là tôi xử lý không tốt. Đúng 9 giờ sáng ngày mai, tôi muốn nhìn thấy đơn từ chức của cậu trên bàn của tôi. Đợi chút. Ê, mấy con cá này thiếu một chút cảm giác. Vậy phải làm sao? Cậu chọc cho tụi nó cười, tôi tiếp tục chụp, ok? Nào, chuẩn bị. Cá ơi mày phải vui lên, hôm nay tao chụp hoàng cao. Nếu như mày không vui lên, hôm nay tao sẽ rứt tệ. Đúng rồi, đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi tư thế khác. Làm lại nào. Đúng rồi, đúng rồi. Làm lại, tôi sẽ làm lại nha. Nghĩ thôi. Được lắm Johnny, anh càng ngày càng căng mẩy đó nha. Cứ suốt ngày dỗ mông của tôi, lợi dụng tôi hoài. Làm gì có suốt ngày, chỉ là mỗi tuần một lần thôi mà. Đúng rồi. Anh đừng có nhỏ mọn như vậy. Sao vậy? Tạm biệt. Thôi về thôi. Chú Năm. Khá ghê nha, càng ngày càng căng mẩy rồi. Ủa sao lại đem hồ cá tới đây vậy? Ông chủ kêu con đem dứt nó đi, nhưng con cảm thấy tụi nó rất tội nghiệp. Lại muốn đem về nhà hả? Con thử đem một con trắng về nhà xem mẹ con phản ứng như thế nào. Tìm chú có chuyện gì? Không phải sắp tới sinh nhật của mẹ rồi hay sao? Con muốn quay một clip cho mẹ, phát vào đúng ngày sinh nhật, cho mẹ sự bất ngờ. Còn tìm ai quay nữa? Con mới vừa từ qua thế giới tới đây, tìm được bác ba gái và cả anh Nhược Quy, họ đều đã quay rồi. Con nói Quỳ Anh chịu quay cho con à? Chúng ta đi ra bên ngoài quay nha, ánh sáng sẽ tốt hơn. Chỉ một mình chú không vui đâu, đi tìm đại sư huynh cùng quay. Đợi chú đi thay quần áo. Đi tìm đại sư huynh. Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàm, tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàng. Xem như các con công đức viên mãn rồi. Ông tưởng ông là nhà thơ hả? Còn chưa tốt nghiệp tiểu học, suốt ngày học người ta ngâm thơ. Cái gì mà chi hồ giả giả. Nào, khách hàng đang đợi đó. Đại sư huynh. Bác hai. Hai đứa tới đó hả? Bác hai gái. Sao hai chú cháu cùng tới vậy? Hôm nay cố tình tới tìm hai bác giúp con quay một clip đó. Quay clip gì vậy? Đúng đó, qua sinh nhật cho Tây Hồng. Nó nói muốn cho mẹ nó sự bất ngờ. Quay clip thì có gì thú vị chứ. Tặng một cái bao đỏ thật to mới thực tế. Nói anh chị không có tin đâu, Quỳ Anh quay rồi. Quỳ Anh cũng quay hả? Phải đó, mỗi năm ngày dỗ của sư phụ và sinh nhật của mọi người, nó đều không xuất hiện. Cho nên em cũng thấy lạ. Một lát nữa mua một vé sổ số. Nè, quay như thế nào? Chờ một chút, để bác đi thay bộ quần áo, chải lại đầu đã. Không còn mấy sợi tóc chảy đầu cái gì. Ông già mà còn thích đẹp nữa. Hai đứa đợi một chút, chị đi dặm lại son môi cái. Anh Trư Vĩ. Phương Thế Ngọc của chúng ta hôm nay làm gì sớm vậy? Chú Năm đừng có suốt ngày gọi con là Phương Thế Ngọc. Người ta là Tự Ngọc, trông như hoa Tự Ngọc. Xinh như hoa, đẹp như tiên. Nhật tử tuy khổ, ý chí kiên. Tây Hồng, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cất, tốt lắm, hôm nay đại công cáo thành. Con cảm ơn bác hai gái, cảm ơn bác hai, cảm ơn chú Năm. Sao anh lại có mấy con cá vàng nhỏ này? Hôm nay lúc bọn anh chụp hình, ông chủ của anh dùng nó làm đậu cụ, nhưng lại không muốn đem về nhà nuôi, kêu anh đem đổ xuống mương nước. Hay là em nuôi giúp anh nha. Tự Ngọc, vậy cảm ơn em. Vậy mấy con cá nhỏ này xin nhờ em nhé. Chị Hồng mà sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Hội tin bà có khác nha, mặc đồ đẹp như vậy. Chuẩn bị tới đâu rồi? Gần xong rồi. Đây là cái gì vậy? Hành đó. Tôi đã nói với các cậu rất nhiều lần rồi. Thái hành, thái gừng, độ dày phải bằng nhau. Ê trời ơi, chị Hồng mà, Độ dày có bằng nhau không cũng không sao. Chỗ hành và gừng này đều sẽ đem nhét vào trong bụng con gà. Thực khách ăn không nhận ra được đâu. Quan trọng nhất là ngon là được rồi. Đúng không? Đúng đó. Thái lại từ đầu. Ồ. Thọ tên bà đã nói với chị rồi. Ngày sinh nhật đừng xuống bếp. Bây giờ chị lại động dao động nĩa. Chị là đầu bếp, không động dao nĩa làm sao nấu. Năm bổn mạng đừng nên ăn mừng lớn. Bây giờ là đích thân xuống bếp. Thật không biết nghe lời. Nè, qua đây, có thứ này cho chị nè. Em đừng mê tín như vậy. Sinh nhật chị mọi người không cần ăn cơm sao? Là thứ gì vậy? Quà cho chị hả? Xin ở trong chùa đó, rất linh nha. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, tâm tưởng sự thành, mua vé số trúng vé số. Đã kêu em đừng mê tín như vậy mà. Không lấy hả? Không lấy thì đưa đây. Cảm ơn. Nhưng em biết đó, món quà mà chị muốn có nhất chính là mì sợi sinh nhật. Mà phải là chính tay em nấu. Thật là Thọ tin bà, đúng là Thọ tin bà, sắc mặt rất tốt. Đại sư Minh tới rồi. Đại sư Minh. Dì Hồng, chào. Sinh nhật vui vẻ nha. Chúc dì sức khỏe dồi dào. Ba mẹ, chú Năm. Cảm ơn. Được rồi. Ba mẹ, chú Năm chào. Đây. Tây Hồng, sinh nhật vui vẻ. Khách ít tới. Cô vẫn còn mộng du sao? Sao hôm nay bị mộng du tới chỗ này? Có điều phải cảm ơn người bận rộn như cô. Đại giá quan lâm. Đừng khách sáo, đều là người nhà mà. Nếu như cô không ngại, sau này tôi sẽ thường tới. Cô bận như vậy, làm sao dám kêu cô thường tới. Nhà hàng của các cô thế nào rồi? Vẫn như mở nắp chai, hết chai này tới chai khác chứ. Là đầu bếp lớn như cô ra tay nể tình, giữ vững cái tiệm nhỏ này, Hoa Hoa Thế Giới mới có không gian phát triển. Đúng rồi, cô là chủ tịch Hoa Hoa Thế Giới. Vậy không cần... Hôm nay là ngày vui của cô. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị quà lớn. Chỉ là giờ lành chưa tới. Cô đừng nên sốt ruột. Chắc chắn cho cô bất ngờ lớn. Cô đừng làm tôi hết hồn là được rồi. Quỳ Anh à, chú Ba thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn như trước. Hiếm khi rảnh rỗi tới đây. Nào cùng ngồi xuống nha. Được thôi. Tôi thật lòng cảm ơn mọi người đã ủng hộ Vô Song Lâu chúng tôi bao năm qua. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, giống như một giấc mơ vậy. Bất tri bất giác tôi tiếp nhận Vô Song Lâu chắc cũng đã 30 mấy năm rồi. Không có ba tôi Trần Phấn, Trần sư phụ thì sẽ không có Vô Song Lâu. Càng không có tôi Trần Tây Hồng. Cho nên hôm nay tôi muốn mượn dùng một câu mà cha tôi vẫn thường nói. Trên đời không có gì khó bằng ăn. Thế gian không gì bằng rèn luyện. Chúng tôi xin hứa với mọi người, chỉ cần có Vô Song Lâu, trên đời này sẽ không có bữa ăn không ngon. Đúng. Mọi người nghe chúng tôi nói nhiều như vậy chắc cũng đã đói bụng lắm rồi. Có thể lên món rồi. Lên món. Mọi người xin chú ý một chút. Để chúc mừng sinh nhật của mẹ con đã quay một đoạn clip. Mẹ à, hy vọng mẹ sẽ thích. Coi kìa. Tây Hồng, chúc em sinh nhật vui vẻ. Nguyện làm ăn ở Vô Song Lâu, thiên hạ vô song, tiền rót giàu, đếm mỏi tài. Dì Hồng, sinh nhật vui vẻ. Chúc dì nụ cười tươi tắn như đóa hoa. Cuộc sống tươi vui, đẹp như hoa. Vui người, vui lời, tình chân thật. Nhật tử tuy khổ, ý chí kiên. Hết rồi hả? Sao bị đứng hình rồi? Mọi người chú ý, hôm nay là ngày tốt hoàng đạo. Ngoài là ngày sinh nhật của dì Hồng ra, cũng là ngày vui lớn, là nhà hàng thứ 18 của Hoa Hoa Thế Giới chúng tôi, chuyên về những món kiểu hoa hàng đầu cùng khai trương. Thật đúng là song hỷ lâm môn. Cô ta nói sẽ tặng một món quà lớn, chính là cái này sao? Hèn gì. Cô ta nói sau này sẽ thường tới, thì ra là mở tiệm ở đối diện. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta là Vô Song Lâu, bà ta là Độc Nhất Vô Nhị, rõ ràng là muốn chống đối với chúng ta. Nè, hôm nay là sinh nhật của chị Tây Hồng. Nè, chúng ta cùng lớn lên từ nhỏ. Thấy cô vất vả hơn nửa đời người, tôi thật sự rất đau lòng. Hôm nay là sinh nhật của cô, tôi thật lòng chúc cô đừng vất vả nữa, sớm ngày nghỉ hưu, an hưởng tuổi già. Quỷ Anh làm như vậy thật sự rất thiếu đạo nghĩa. Nè, đừng có nói bậy bạ, để bên Suối Gia nghe được không hay đâu. Bao nhiêu năm nay, cô ta với Tây Hồng ai làm chuyện nấy, nước sông không phạm nước giếng. Lần này tự nhiên cô ta dẫm lên giới tuyến, tôi nhất định phải đi nói cô ấy. Đại sư huynh, bỏ đi. Sao có thể bỏ được chứ? Không mắng tỉnh cô ta, chúng ta sẽ không biết sắp tới đây cô ta còn làm những hành động gì nữa. Chị ta không có nghe anh nói đâu. Anh là đại sư huynh, lại là thông gia với cô ấy, ít nhiều cô ta cũng phải nể mặt anh. Anh đừng làm con gái anh phải khó xử. Đúng đó, Tây Hồng kêu ông đừng đi thì ông đừng đi. Thật ra bên thông gia cũng tốt với con gái chúng ta mà. Ông đừng làm này làm kia, xin chuyện rắc rối nữa được không? Bây giờ là ai đang xin chuyện rắc rối hả? Tôi nhìn không vừa mắt được. Vậy chính là phải trở mặt rồi. Để con gái chúng ta không được sống yên ổn trong nhà họ Tiền, ông mới hài lòng đúng không? Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao ông vẫn cố chấp tới như vậy chứ? Mọi người sợ cô ta, tôi không sợ. Mẹ hả? Mọi người đều là người một nhà, tại sao bắt bà gái hình như luôn nhằm vào mẹ vậy? Trước đây chú Ba dù có quậy phá cỡ nào, nhà hàng loại hình nào cũng từng mở rồi, nhưng trước giờ đều không mở nhà hàng món quà đấu trực diện với Vô Song Lâu. Bây giờ chú ấy vừa bệnh, Quế Anh đã làm càng rồi. Bỏ đi, không mở cũng đã mở rồi. Không lẽ anh nói cô ta sẽ lập tức đóng cửa? Vậy sau này em làm phần em, cô ta làm phần cô ta. Nếu cô ta còn có hành động gì quá đáng nữa, em nhất định phải nói với anh. Vô Song Lâu không sợ cô ta đâu. Nhìn sư huynh vẫn chưa đỡ hơn sao? Chú cố tình tới đợi tôi, chắc không phải chỉ để hỏi tình hình của Nam qua nhà tôi đâu hả? Nè, chỉ là cố tình. Tại sao nhất định phải mở nhà hàng đối diện Vô Song Lâu, còn chọn khai trương vào ngày hôm nay nữa chứ? Không phải trước giờ chú rất thông minh sao? Sao lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi vẫn không buông được à? Buông xuống nói thì dễ lắm. Không lẽ chú không biết có một loại vết thương không thể nhìn thấy nhưng mãi mãi cảm thấy đau? Vậy nên tôi rất thích một câu nói của đại sư huynh: đời người có bốn cái khổ, nhìn không thấu, không nỡ xa, không chịu thua, buông không được. Buông không được những người và chuyện đã không còn, buông không được những đúng và sai đã phủ bụi. Chú đang nói chú hả? Chú đã buông được chưa? Chị lôi tôi vào làm gì? Tôi đang nói chị đó. Tôi biết chị luôn chống đối với Tây Hồng, hoàn toàn là vì sư phụ. Nhưng chị tin tôi đi, sư phụ không phải là người như chị nghĩ đâu. Sư phụ là người quang minh lỗi lạc. Quang minh lỗi lạc? Đó là vì chú chưa nhìn rõ bộ mặt thật của sư phụ chú. Cho chú biết, Trần Phấn là một kẻ ngụy quân tử. Nè, ngồi xích qua một chút đi. Chú Jimmy, đây là món mới của con, nhất định sẽ hợp khẩu vị của chú. Cảm ơn nghe. Chị Hồng, mau qua đây coi nè. Chú dùng thông thả. Bên đó mới khai trương có mấy ngày mà khách của họ mỗi ngày mỗi đông, bên chúng ta mỗi ngày mỗi vắng. Cứ như vậy, Vô Song Lâu của chúng ta liệu có tiêu tùng không? Chúng ta là dạng thật thì không sợ lửa. Cô xem chú Jimmy, chẳng phải vẫn mỗi ngày mưa gió không thay đổi sao? Cứ yên tâm đi, bồn cầu mới cũng chỉ thơm được 3 ngày. Rất nhanh thôi, vài ngày là cùng. Những thực khách sành ăn đó sẽ quay lại chỗ chúng ta thôi. Vào đây ăn cơm đi. Xin chào chị Hồng. Mời vào. Cảm ơn quá. Xin mời kia ha. Trời nóng quá. Mau rót trà mau lên. Một chút nữa từ từ chụp hình nhé. Chú ngồi đi. Mời ngồi. Nóng quá. Được, cảm ơn. Xin lỗi nha chị Hồng, sáng hôm nay điểm tham quan đông người quá. Tại sao lại nói xin lỗi tôi chứ? Cậu cho tôi mối làm ăn, tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Món ăn của chị ngon mà, dĩ nhiên phải dẫn đoàn tới rồi. Ba tôi đâu? Bên kia. Chú Jimmy, con trai chú tới rồi. Ba. Tới rồi hả? Ba ăn no chưa? Cũng no rồi. Vậy con đưa ba về nha. Con lo việc của con đi. Dạ được. Mời. Uống trà. Sếp ơi, đợt khuyến mãi này quá thành công, tôi đang sợ sau này cậu Ba trở lại tiếp quản, kinh doanh không tốt như bây giờ, bà Tiền lại trách anh ấy không tài giỏi được như anh, tới lúc đó lại bắt anh quản lý Độc Nhất Vô Nhị luôn. Vậy anh lo sao mà xuể. Quá lộ liễu. Cậu nịnh bợ quá lộ liễu rồi. Nịnh bợ cái gì chứ sếp, tôi lo cho anh thiệt đó. Tôi với Nhật Phong tuy không phải là anh em ruột, nhưng tình cảm của chúng tôi rất tốt. Bây giờ tôi chỉ tạm thời giúp nó coi sóc Độc Nhất Vô Nhị, đợi nó quay trở lại tôi sẽ giao lại toàn bộ cho nó, có biết chưa? Vô Song Lâu. Chị Hồng, thư của chị. Được. Có món ngon. Độc Nhất Vô Nhị. Không phải sao? Cô đang mộng du hả? Cô chạy qua Độc Nhất Vô Nhị mua về? Không phải, tôi đang làm nội gián, họ có tặng vịt quay luôn. Ê, chị Băng Băng, vậy thì đồ ăn của Độc Nhất Vô Nhị có ngon không? Cũng thường thôi, dĩ nhiên là của chúng ta ngon hơn. Thường ngày muốn cô xài $1 cô đều kêu la in ỏi, bây giờ cô phải xài 49 đô chính, cô không sót ruột sao? Dám mua luôn, hay là cô mới trúng vé số? Không phải đâu, tôi mua chung với một người khách bàn ở bên cạnh, hai đơn cộng lại vừa đúng 49 đồng chính. Vừa lúc anh ta nói đang giảm cân, vậy là chúng ta được lợi phần dịch miễn phí này rồi. Nè, ăn thử đi, đây. Con cảm thấy cũng rất ngon. Thời gian tẩm ướp không đủ, không thấm vị chút nào. Chất thịt vẫn còn hơi cứng. Nói tới thịt vịt, bác hai con mới là chuyên gia. Lạ thật, làm vịt quay thì phải biết con vịt cần phải được xoa bóp từ 10 phút trở lên, thịt vịt mới đủ mềm, đủ ngon. Đây chắc chắn là vịt đông lạnh. Một con vịt ngon thì phải béo mà không ngán, vừa cắn vào miệng phải tràn ngập mỡ vịt và mùi thơm của thịt vịt thì mới được. Vịt quay của chúng ta, nếu người trong nghề ăn chắc chắn sẽ cảm thấy không được. Đây chắc chắn là do bếp trung tâm làm. Mẹ ạ, do bếp trung tâm làm mẹ cũng nhận ra được luôn hay sao? Ăn là biết mà. Thức ăn do bếp trung tâm làm, bất kể món ăn lớn nhỏ thế nào, họ đều đã nêm nếm sẵn và đem nấu cùng một lúc. Con hiểu rồi. Cho nên nếu là một con vịt hơi to một chút thì có thể sẽ quay không chín. Nếu là một con vịt hơi nhỏ một chút thì sẽ quay quá khét. Cho nên con này là không chín. Em vẫn luôn cho rằng là cửa tiệm hàng đầu của nhà hàng món quà của Hoa Hoa Thế Giới, Độc Nhất Vô Nhị. Về chất lượng món ăn tuyệt đối không được qua lo. Vậy con có kiến nghị gì? Cho nên lần này khi con đi Trung Quốc đi khảo sát, đã mời được một vị đầu bếp giỏi nhất về. Tốt lắm. Con là tổng giám đốc của Độc Nhất Vô Nhị mà lại vắng mặt trong lễ khai mạc. Ở đây đã có mẹ và anh hai rồi. Độc Nhất Vô Nhị là tiệm hàng đầu của chúng ta, ba tụi con rất xem trọng nó, cho nên hai anh em tụi con nhất định phải trong vòng nửa năm đánh ngã Vô Song Lâu. Yên tâm đi mẹ nhỏ, tụi con làm được mà. Chị. Cậu Nhược Phong về rồi hả? Điều tra thị trường mà chị cần và báo cáo của thám tử Tư đều ở đây. Nhờ thám tử Tư điều tra cái gì vậy? Điều tra đối diện. Để làm gì? Bây giờ là đang cạnh tranh, dĩ nhiên phải biết nhược điểm của đối thủ, có những nguồn khách nào, đầu bếp có lai lịch thế nào, lương bổng bao nhiêu, đãi ngộ ra sao. Tốt nhất là trong bếp có bao nhiêu tổ kiến cũng đều biết. Có cần chơi lớn như vậy không? Quy động tới cả thám tử Tư luôn hả? Đồng hãng như địch quốc, đây gọi là biết người biết ta. Mẹ, như vậy không tốt lắm đâu, chúng ta là người một nhà mà. Ai là người một nhà với họ? Đối diện là họ Tần, chúng ta là họ Tiền. Nếu mẹ đã chọn mở tiệm đối diện với họ thì sẽ là một trận chiến. Nhược Phong, con tuyệt đối đừng mềm lòng như phụ nữ. Nhưng mà... Được rồi, mẹ phải về dự họp. Nhớ nha, nửa năm. Em cứ làm cho tốt Độc Nhất Vô Nhị, mấy việc nặng này cứ để anh làm. Mẹ à, dọn dẹp xong rồi, về nhà thôi. Về nhà thôi. Hôm nay mẹ hình như có chút gì đó lạ lạ. Có phải xảy ra chuyện gì không? Không có gì. Không có gì thật chứ? Thật sự không có gì. Ê, lúc nãy á, nhân giờ ăn tối con đã chụp lại tấm hình cho mẹ xem nè. Đây đều là những đám mây lúc chiều tà. Mẹ xem, cái này giống cái gì? Đuôi gà. Đuôi gà hả? Vậy tấm này? Trứng ốp la. Trứng ốp la hả? Sao mẹ toàn nghĩ tới món ăn vậy? Còn tấm này? Tấm này mẹ không biết. Con cảm thấy tấm này giống mẹ. Giống mẹ? Giống như nụ cười của mẹ vậy. Vừa ngọt vừa dễ thương. Miệng của con cũng rất ngọt đó. Con chỉ thích nhìn thấy mẹ của con mỗi ngày đều cười thật vui vẻ thôi. Con thích nhìn thấy nét mặt khi cười của mẹ. Thì con biết nên làm thế nào rồi, đúng không? Gửi thử xem. Con không biết. Không biết hả? Là xì dầu. Được dùng để hầm xương sườn, hầm chân gà. Và còn... còn gì nữa? Còn có cả món cá chiên giòn, sốt xì dầu. Đúng. Còn cái này nữa. Mẹ muốn con nghe âm thanh của tương lên men hả? Có không? Con không nghe thấy được gì hết. Đây là tương đậu nành mẹ vừa mới ủ. Lúc đậu nành đang lên men, cũng giống như trẻ con lớn lên sẽ rất vui mừng. Tôi cao lên rồi. Tôi cao lên rồi. Con vẫn không nghe thấy gì hết. Nấu ăn ngoài kỹ thuật ra, quan trọng nhất là để tâm. Con phải để tâm mà học mỗi một bước, để tâm mà lắng nghe. Con mới có thể cảm nhận được âm thanh của thức ăn. Mẹ à, có phải mẹ thấy con rất ngốc hay không? Mẹ đã dạy con nhiều lần như vậy, con vẫn không học được. Giống lúc chiều á, con hoàn toàn không nhận ra được con vịt đó là do bếp trung tâm làm. Thật ra hồi còn nhỏ mẹ cũng giống như con. Mẹ học nấu ăn cũng khá chậm, cho nên ông ngoại con đã nói mẹ không có huệ căn. Thật ra cũng không liên quan đến con. Năm xưa lúc mẹ mang thai con, quá bận, không được nghỉ ngơi đàng hoàng, vất vả quá mức, lại bị người phụ nữ ở đối diện đó chọc cho tức lên, nên sinh non. Lúc mẹ sinh con còn chưa đủ tháng. Con yên tâm, từ từ học. Mẹ có lòng tin với con. Cũng giống như mấy cục cưng này vậy, tụi con phải ngoan nha. Hay là để con thử lần nữa nha. Kỳ lạ, sao con còn chưa nghe đã thấy âm thanh bụp bụp rồi? Đó là bụng của mẹ đói rồi. Bụng của mẹ đang đánh trống. Để con nấu cho mẹ ăn nha. Con định nấu món ngon vật lạ gì cho mẹ ăn vậy? Đơn giản một chút, cơm chiên được không? Dĩ nhiên là được, nhưng mà mẹ muốn kiểm tra con một chút. Chiên cơm con định chiên như thế nào thì mới ngon được? Cơm chiên chắc chắn phải dùng cơm để qua đêm chiên. Vậy nếu không có cơm để qua đêm thì sao? Nếu không có cơm để qua đêm, vậy thì nấu cơm trước, sau đó đợi cho cơm thật nguội mới đem lên chiên. Rồi sau đó? Sau đó hả? Sau đó nhất định phải dùng lửa lớn làm nóng dầu, nhưng cũng phải chú ý độ lửa. Sau đó phải chắc chắn được lượng nước, không được quá nhiều, cơm mới không bị kết dính. Tốt nhất là cơm phải rời ra từng hạt. Sau đó từng hạt cơm đều phải dính trước. Nói thì rất dễ, bây giờ phải xem con có làm được không. Thế nào hả? Con tự ăn một miếng đi. Thế nào hả? Con cảm thấy rất ngon. Có phải mẹ cảm thấy rất khó ăn không? Chỉ cần là con nấu, mẹ đều cảm thấy ngon. Vậy mẹ ăn nhiều một chút đi. Ăn nhiều chút. Ừ. Thật sự rất ngon. Ý Nhược Phong. Gì Hồng? Ai vậy? À, anh Nhược Phong. Anh đi Trung Quốc mới về hả? Mới về hôm qua. Ngồi ngồi ngồi. Con muốn uống cái gì? Ngồi ngồi ngồi. Uống nước thì được rồi. À, mẹ để con. Thế nào hả? Con vừa từ nước ngoài về, không thể tham gia tiệc sinh nhật của dì được. Không sao, sinh nhật năm nào cũng có, đều có thể ăn mừng được. Dì Hồng à, thật là ngại quá. Hơn nửa năm nay, mẹ con cử con đi lâu ngoại lâu ở Bắc Kinh để khảo sát. Con cũng không biết là bên con mở tiệm đối diện với Vô Song Lâu. Cô ấy cố tình điều con đi, chắc chắn là cô ấy sợ con sẽ đánh tiếng báo tin cho dì. Tóm lại, con thật lòng xin lỗi. Bao nhiêu năm nay rồi, dì còn chưa hiểu người phụ nữ như mẹ con sao? Bọn dì cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cô ấy luôn thích đối chọi với dì. Dì muốn ăn cơm chiên, cô ấy lại gọi mì xào. Dì thích Lương Triều Vĩ, cô ấy lại khăng khăng hâm mộ Lưu Đức Hoa. Bây giờ mở nhà ngay đối diện tiệm của dì, rõ ràng là nhầm vào dì rồi. Nếu không thì tại sao tiệm nhà dì tên Vô Song Lâu, các con lại lấy tên là Độc Nhất Vô Nhị? Con thì lại cảm thấy độc nhất vô nhị đối với bất kỳ ngành nghề nào mà nói đều không phải là chuyện tốt. Con nói như vậy mà không sợ cô ấy đoạn tuyệt mối quan hệ mẹ con với con sao? Con và mẹ con trong kinh doanh đúng là có những cách nhìn không giống nhau. Mẹ con luôn muốn con xem đồng hãng là địch quốc, muốn độc bá một phương, phải đuổi cùng đối thủ. Con lại cảm thấy phải trăm hoa đua nở, ai làm chuyện người ấy. Có cạnh tranh mới có không gian để tiến bộ. Anh Nhược Phong nói rất hay. Trăm hoa đua nở, rất khí khái, thật sự tốt. Dì Hồng à, dì là người thầy dạy nghề bếp đầu tiên cho con. Thật sao? Con không biết luôn đó. Dĩa cơm chiên đầu tiên của anh chính là dì Hồng dạy anh làm đó. Ý, đúng đó. Dì cũng rất lâu rồi chưa ăn món do con nấu. Để con. Nếm thử cơm chiên tôm tươi của con đi. Lúc nãy dì thấy con chiên là đã biết mức lửa canh rất tốt. Cơm rời ra từng hạt, mỗi một hạt đều có dính trứng gà. Đúng là rất ngon, hoàn toàn khác với cơm con chiên. Ừ. Hương vị rất cân bằng, ăn vào rất có dư vị. Sư phụ quá khen rồi, là dì dạy cho con mà. Món ăn giống dĩ nên trở về với bản chất của việc nấu nướng, hương vị. Con nấu nướng giỏi như vậy, con không làm đầu bếp mà làm giám đốc thật sự rất uổng phí. Là nhờ sư phụ dạy giỏi. Em cũng được mẹ dạy, nhưng học kiểu gì cũng không được hết. Anh Nhược Phong à, nếu em có một nửa quỹ căn của anh, chắc mẹ sẽ rất vui đó. Con cần phải học nhiều, nấu nhiều. Ồ. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ trọng điểm là món cơm chiên ngon như vậy, không nên lãng phí, ăn đi. Nè, ăn đi. Vịt quay, tặng tôm hùm, bây giờ còn tặng heo sữa. Tặng liên tiếp 2 tháng rồi mà vẫn chưa hết tặng. Rốt cuộc còn muốn tặng đến khi nào đây? Tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với công ty du lịch của cậu. Sau này khách du lịch bên cậu đều tới nhà hàng Độc Nhất Vô Nhị chúng tôi dùng bữa. Tôi sẽ có giá ưu đãi cho cậu. Độc Nhất Vô Nhị là nhà hàng cao cấp, sao lại muốn ký hợp đồng với công ty du lịch? Hoa Hoa Thế Giới chúng tôi muốn đưa Độc Nhất Vô Nhị thành thương hiệu mang tính quốc tế, để khách du lịch dùng thử món ngon của chúng tôi trước, để tạo tiếng lành đồn xa, sau này mở tiệm ở nước ngoài. Nhưng mà chúng tôi đều làm tour tiết kiệm. Tôi có thể cung cấp giá tour tiết kiệm cho cậu, nhưng vẫn được dùng những món ngon của tour cao cấp. Vô Song Lâu và ba tôi có mối quan hệ hợp tác nhiều năm. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, khách của chúng tôi đều rất hài lòng với Vô Song Lâu. Vậy nếu như có một ngày du khách không hài lòng? Mấy giờ rồi? Đói bụng quá. Xin lỗi, mọi người đợi một chút nha. Chị Hồng, cuối cùng chị cũng tới rồi. Chúng tôi đợi rất lâu rồi mà thức ăn vẫn chưa lên. Các chị phải nhanh lên chút chứ. Sao lại như vậy được? Chị Hồng, ở dưới bếp đang bãi không? Xin lỗi. Bãi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.